Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mạnh Lực Dương. Chị biết làm tình với cậu nhỏ liệu đã đủ thể hiện bản lĩnh dương chiếu của phái mạnh khi ân ái. Là đàn ông thì cần nắm rõ nghệ thuật làm tình bằng tay để đưa nàng lên đỉnh, phê không lối thoát. Đây cũng chính là nghệ thuật giúp cho các chàng trở nên hoàn hảo hơn trong mắt bạn tình. Hãy theo dõi video sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Quý vị và các bạn thân mến, đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn về Mãnh Lực Dương. Sản phẩm này được bán với giá dao động khoảng 850.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Công dụng của Mãnh Lực Dương là giúp bộ thận tráng dương, tăng cường sinh lý ở nam giới, giúp làm giảm nguy cơ mãn dục nam, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối do thận hư. Các bạn có thể mua sản phẩm qua hotline hoặc Zalo số 0899918585 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người. Quý vị và các bạn thân mến, vậy lợi thế của những người đàn ông biết làm tình bằng tay là gì? Làm tình bằng tay chính là một kiểu yêu rất là quen thuộc nhưng không phải quý ông nào cũng nắm rõ và thực hành tốt. Sử dụng tay để kích thích ham muốn và khoái cảm trong nàng là chiêu thức được nhiều chàng ưa chuộng. Những người đàn ông thành thục với nghệ thuật làm tình bằng tay thường có được nhiều lợi thế hơn khi mà ta ân ái, không chỉ giúp cho thể hiện bản lĩnh và sự sành sỏi gối chăn mà còn trở nên hoàn hảo hơn trong mắt phái đẹp. Đặc biệt là với cách quan hệ bằng tay, các chàng gặp vấn đề về khả năng tình dục như là xuất tinh sớm hay là rối loạn cương dương đều có thể trở nên tự tin hơn. Bởi cậu nhỏ không được hoàn hảo đã có bàn tay hỗ trợ, chàng vẫn có thể khiến cho chàng phê không lối thoát khi mà lâm trận cùng mình. Hơn nữa, trong một số tình huống trớ trêu thì nghệ thuật làm tình bằng tay còn là cứu cánh cho các cặp đôi, nhất là khi không thủ sẵn dụng cụ hỗ trợ nhưng mà nàng vẫn nằng nặc đòi thỏa mãn ham muốn. Và sử dụng tay để làm tình được xem là màn dạo đầu hoàn hảo cho cả hai trước khi lâm trận. Chiêu thức này sẽ giúp cho các cặp đôi có được một trận mây mưa đầy cuồng nhiệt, cùng đưa nhau lên đỉnh một cách hài hòa. Nghệ thuật tuyệt chiêu làm tình bằng tay cho các nàng phê chảy nước là gì? Làm tình bằng tay không đơn giản chỉ là một chiêu thức mà nó còn là cả một nghệ thuật. Nghe qua có vẻ dễ nhưng mà để đạt được mức điêu luyện thì không thể đơn giản. Làm thế nào để chỉ dùng tay đã khiến cho nàng sướng tê? Đây là một bí kíp mà bất kỳ một người đàn ông nào cũng khao khát sở hữu. Và dưới đây chính là những chia sẻ thú vị giúp cho chàng thành thục hơn với chiêu thức làm tình đầy nghệ thuật này. Một là dùng tay lả lướt những điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng. Làm tình không có nghĩa là chàng cứ phải động chạm hay là tiếp cận trực tiếp vào cô bé. Với màn dạo đầu thì nên từ từ từng bước một. Trước hết là cần dùng bàn tay ma thuật của mình để lả lướt khắp cơ thể nàng. Đừng quên sờ soạng và massage xoay vào những vị trí nhạy cảm trên cơ thể của nàng, đặc biệt là nơi khiến cho nàng dễ gục nhã nhất là bầu ngực và bờ mông. Vậy nên việc dùng tay lả lướt sẽ đem lại khoái cảm đỉnh cao nhất khi mà chàng kết hợp hôn nàng thật sâu. Sao không thử chơi đùa lâu hơn với bầu ngực của nàng? Chàng có thể thỏa sức dùng bàn tay nhào nặn cặp gò bùng quyến rũ của nàng để kích thích ham muốn và khoái cảm. Nắm bắt được tâm lý của nàng chính là một lợi thế. Nếu cô nàng của bạn ưa thích bạo lực khi làm tình thì bạn có thể thỏa sức nắm bóp thật mạnh, đồng thời đừng quên nhéo và nhũ hoa để nàng phải sưng tê, rên lên thành tiếng không kìm được. Và đừng quên sờ soạng, lạ lướt và vỗ mông nàng để khoái cảm tăng lên bội phần. Thứ hai chính là tách mơn trớn cô bé cho nàng chảy nước tràn trề. Sau màn dạo đầu phê pha đó thì chàng hãy từ từ tiếp cận gần hơn với cô bé. Lúc này chắc hẳn là nàng đã rất ướt át, nhưng mà sự ướt át này dường như vẫn chưa thể thỏa mãn ham muốn đang dâng trào từ bên trong cơ thể nàng. Việc dùng tay để kích thích cô bé là cả một bầu trời nghệ thuật. Và lúc này đàn ông chính là một nghệ sĩ đang thăng hoa với tác phẩm mà mình tạo ra. Đó là khiến cho cô nàng chảy nước tràn trề chỉ bằng cách mơn trớn cô bé. Đừng dại dột tấn công cô bé của nàng một cách mạnh bạo ngay từ lúc đầu. Hãy thật chậm rãi, từ từ để giúp cho nàng tận hưởng cảm giác đê mê thật nhẹ nhàng ở những phút giây đầu tiên. Lúc này thì cần thực hiện các động tác sờ nắn vuốt ve ở xung quanh cô bé. Việc lần lượt tấn công cô bé một cách chậm rãi như một lời thách thức dành cho nàng, khiến cho nàng đê mê trong cảm giác đợi chờ. Sau đó chàng hãy từ từ tiến dần vào vị trí trung tâm của âm vật. Mắt chàng cũng đừng quên quan sát biểu hiện của nàng. Khi mà cô bé đã tràn trề nước và sự rung sướng ngập tràn trên khuôn mặt nàng thì chàng hãy dùng từ 1 đến 2 ngón tay để bắt đầu xâm nhập vào trong âm đạo. Tốc độ ban đầu của động tác xâm nhập cần thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Thực hiện nhấp vào thụt ra từ từ, đều như là xỏ kim để làm tăng cảm giác đê mê cho nàng. Cùng lúc đó hãy tận dụng môi để kích thích các vị trí khác và thì thầm vào tai nàng những lời gợi tình. Sự tấn công bằng tay được cho là cực kỳ quan trọng đối với các cặp đôi trong mọi cuộc yêu, nhất là với những nàng trong quan hệ lần đầu. Chàng dùng tay kích thích sẽ giúp cho nàng làm quen dần với việc quan hệ, nhờ đó sẽ giúp cho âm đạo mở rộng, tạo điều kiện cho cậu nhỏ xâm nhập dễ dàng. Việc giao hợp lần đầu cũng sẽ phần nào giảm bớt được sự đau đớn. Tuy nhiên, khi mà xâm nhập vào cô bé thì chàng cần phải chú ý đến bộ móng vuốt của mình, nên cắt gọn móng tay trước khi mà có ý định đưa nàng lên đỉnh bằng tay, hoặc tốt nhất là hãy chùm bao cao su lên đầu ngón tay để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
3 là dùng tay xâm nhập sâu khiến cho nàng sướng tê. Với những người đàn ông sở hữu nghệ thuật làm tình bằng tay điêu luyện thì sẽ mang lại cho nàng những khoái cảm tuyệt vời. Một khảo sát kín gần đây cho biết rằng nhiều người phụ nữ thừa nhận rằng làm tình bằng tay khiến cho họ bị kích thích và sung sướng không khác gì việc quan hệ trực tiếp. Khi đã đưa tay vào âm đạo của nàng và nhấp thụt với tốc độ nhẹ nhàng thì chàng hãy khéo léo xoay chuyển tình thế, bởi lúc này nàng đã quá hưng phấn và sẵn sàng nhập cuộc mạnh bạo hơn. Càng có thể đưa ngón tay vào sâu hơn và gãi nhẹ vào thành âm đạo của nàng. Lúc này bạn có thể dễ dàng nhận thấy nàng không ngừng thở dốc và rên rỉ, thủy âm có thể ra ướt cả tay của bạn. Từ từ tăng tốc độ của tay lên để cho đẩy nàng lên tới cao trào. Tuy nhiên không nên di chuyển tay và tốc độ quá nhanh bởi có thể khiến cho nàng bị đau. Thêm vào đó hãy dành tặng cho nàng những nụ hôn thật sâu vào môi, cổ hay là mơn trớn cơ thể nàng để khiến cho nàng sướng điên. 4 là kích thích điểm G bằng tay đưa nàng lên đỉnh cực phê. Chắc hẳn chàng hiểu rõ phụ nữ dễ đạt được khoái cảm nhất khi mà người bạn kích thích đúng điểm G của cô bé. Nếu bạn biết cách chạm vào điểm G của nàng thì chính là một động tác hoàn hảo để đẩy nàng lên tới cao trào. Điểm G sẽ nằm ở trong âm đạo và cách âm đạo chỉ khoảng từ 2 đến 4 cm. Chàng chỉ cần gập ngón tay xuống và di chuyển sâu hơn vào điểm G. Cùng với đó là kết hợp các động tác nhấn xoa hay là massage nhẹ nhàng để khiến cho nàng cảm thấy thoải mái hơn. Và để cuộc yêu diễn ra nồng nhiệt hơn, chàng có thể kết hợp vuốt ve các bộ phận khác như là mông, ngực hay là đùi của nàng. Chỉ cần sở hữu kỹ thuật làm tình bằng tay điêu luyện thì chàng hoàn toàn có thể đưa nàng lên đỉnh mà chưa cần dùng đến cậu nhỏ. Là một người đàn ông thì nên tìm hiểu và sở hữu kỹ thuật làm tình bằng tay điêu luyện này, bởi đây là giải pháp hữu hiệu giúp cho bạn thể hiện bản lĩnh của phái mạnh, luôn cuốn hút và cuồng nhiệt khiến cho nàng mê đắm không rời khỏi cuộc yêu. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.